Các bạn, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cách tạo một cái Google Form để mà thu thập thông tin khách hàng để làm một cái biểu mẫu để làm cái bài kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm, làm một cái báo cáo thông tin cái biểu mẫu để báo cáo thông tin đến lên đến từ từ hàng ngày á. Thì để làm một cái này là Google Form á, như thế này này. Thì ta sẽ có cái sau. Đầu tiên là ta gì? Ta mở Google ra. Google đúng không? Google. Ta đăng nhập vào Gmail. Nhớ đăng nhập Gmail nhé, đăng nhập vào Gmail, viết đăng nhập này nè. Xong rồi gì? Bây giờ mình vào Google và vào cái biểu tượng lưới này ở trên phía bên tay phải cái màn hình này. Em đây xong chọn Google Driver. Google Driver xong rồi lúc đã hiển thị là cái bảng Google Driver của mình. Bây giờ ta tạo một cái mới, ta vào cái dấu cộng này, mới mới, sau đó nhấn vào ứng dụng khác, ta kéo ra chọn cái Google biểu mẫu này, biểu mẫu hay là Google Form á. Đó, nhấn đây xong thì nó hiện lên cho ra một cái biểu mẫu mới. Như đây ta là đặt tên nó là gì, mẫu là thông tin khách hàng. Đó. Bây giờ là chúng ta có mô tả đó là nhập đầy đủ thông tin. Rồi. Xong ở dưới á là nó cho một câu trả lời sẵn này. Vì đây mình chọn là gì? Là ngày. Đúng không? Là ngày, ngày bao nhiêu đó. À, thì chọn kiểu đây là chọn kiểu này tự động, chọn kiểu là kiểu như gồm có kiểu này, kiểu ngày này, tức là mình khi mình nhấn nó này nó hiện sẵn là mình chỉ chọn ngày nào thôi. Rồi, chọn bắt buộc. Tiếp theo thì sao lưu được này, tức là sao chép hoặc là gì, thêm mới, thêm mới đây ta chọn là nó mặc định là kiểu này, chọn ví dụ này là kiểu gì, họ tên, họ tên đó. Ta sẽ để kiểu là gì, kiểu trả lời ngắn hoặc đoạn, trả lời ngắn này đúng không đó. Rồi bắt buộc, rồi tiếp tục cái gì, thêm mới là giới tính. Đúng không? Thế tính ta thì đây là chọn như đây, viết đây này, nam này, đúng không? Nữ này, đó là kiểu kiểm hoặc là cái gì, ta để kiểu cái hộp kiểm, tức là kiểu nhấn đó. Đó, giờ đây chọn hai cái này hoặc là kiểu gì, ta chọn kiểu là menu thả xuống, ví dụ là nhấn một cái tam giác là anh tam giác nó thả xuống ta một sách danh sách các cái lựa chọn, ta lựa chọn bất cứ thế nào đó, mình thả xuống này nó ví dụ như vậy. Đó, để bắt buộc. Tiếp theo là chọn em mới là gì, là gì như là địa chỉ đi, địa chỉ ở chỗ nào nào đó, được ngắn đúng không, và tiếp tục thêm như đây là gì, đây là số điện thoại. Rồi rồi ngắn rồi từ đất nhảy ra đúng không, rồi tiếp tục thêm là gì, email. Đó, nó sẽ là ngắn tiếp, bắt buộc. Rồi, thêm tiếp đây là ví dụ như là gì, là yêu cầu khách hàng, yêu cầu của khách hàng yêu cầu lấy thông tin gì. Đó, ta sẽ để đoạn đúng không. Đó, rồi thêm một cái gì đó nữa đi, thêm một cái ví dụ như là không thêm nữa, rồi thêm nữa đi. Đấy rồi. Còn này không thêm ta xóa đi, ta nhấn một cái biểu tượng xóa, xóa đúng không? Ta nhớ này là cái gì? Khi chọn các kiểu này cũng có trả lời ngắn, đoạn, trắc nghiệm, phổ kiểm, nêu thả xuống, vân vân. Ngày giờ cái này phù hợp với lại từng cái kiểu dữ liệu của mình. Đó. Bây giờ cái này mình không dùng thì mình xóa đi, mình xóa. Đó. Sau khi tạo biểu mẫu này xong á, rồi ta sẽ nhấn vào bên trả lời này. Nhớ là khi ta làm cái này này, đúng không? Khi ta làm một cái biểu mẫu á, khách hàng sẽ nhập thông tin vào đó, xong rồi nó sẽ trả để có thể để cái thông tin nó lưu lại, được lưu lại một chỗ một danh sách á, thì ta phải tạo, ta nhấn một trả lời, xong ta chọn một cái biểu tượng dấu cộng màu xanh này, tức là tạo trang tính, là tạo bằng tính, ta nhấn này một cái đó. Đây ta chưa tạo cái tên cho, đặt tên cái tiêu đề này, nhấn đây nó tự đặt tên này nhận thông tin khách hàng.
rồi, nhưng mà đây tạo một bảng tính là gì? Tạo bảng tính mới là thông tin khách hàng, thông nhân tạo. Nó sẽ được bỏ thành bảng tính mới rồi. Để ta mở đi ra nhìn thấy này. Đây. Cái bảng tính tạo dựa trên cái thông tin của cái form gồm có gì: ngày, họ tên, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, email và yêu cầu khách hàng. Đó. Thì để tạo cái link cho khách hàng nhập á, thì bây giờ này ta sẽ là lời sau ta nhấn vào chữ gửi này, gửi đây, xong ta sẽ lấy cái link bằng cách là gửi đến một cái mail bất kỳ nào đó, hoặc là nhấn vào cái biểu tượng liên kết này này, đây này, ta lấy cái mail cái link này, xong copy bỏ sang ở đây, ví dụ vào đây đi, này, về, đây, đây, giờ tên là ngày này, họ tên này, giới tính này, địa chỉ này, số điện thoại này, email, yêu cầu khách hàng. Ví dụ ta nhập đúng không? Nhập ngày này là gì? Ngày, ví dụ ngày hôm nay 1 tháng 8 đi. Rồi họ tên là Lê Văn A. Lê Văn A đúng không? Giới tính là gì? Nam. Địa Nam mà. Đó, địa chỉ là gì? Là ví dụ như là số 2. Lê Trọng Tấn đúng không? Đó, đi, đúng không? Rồi. Tấn đúng không? Tân Phúc này. Rồi. Số điện thoại là 01234567 89 đúng không? Email là Lê Văn A A cộng gmail.com đúng không? Yêu cầu khách hàng là thông tin báo giá. Xong nhấn gửi. Đấy. Rồi, ta sẽ gì mở cái này ra đây, bảng tính người ta đây đó, cái tờ bài nhập tại ngày 1 tháng 8, Lê Văn An, giới tính nam, địa chỉ là số 2 Đồng Tấn, phone thoại ở đây, mail yêu cầu đó, tức là đó là cái thông tin mà ta vừa thu thập khách hàng. Thì để thu thập khách hàng á thì ta lật, khi ta tạo cái form này xong á, ta lấy link này, cái link nãy tôi nói, cái link nãy đây, đây là link này này. Này. Ta sẽ copy là link này, ta gắn vào một cái quảng cáo này đi, quảng cáo vào một cái mail, tức là gì, cái email gửi khách hàng hoặc là một quảng cáo là yêu cầu khách hàng là nhấn vào đó, cái đường link đó để gì, để mà đăng nhập thông tin để nhận bảng báo giá, nhận thông tin dự án vân vân đó, thì khách hàng sẽ nhấn vào link đó hoặc nhập thông tin vào, thì cái thông tin đó sẽ chạy trực tiếp, chạy trực tiếp vào cái bài danh sách cho mình đó, để mình thu thập thông tin khách hàng. Rồi đó là cái cách làm cái form. Thì ngoài việc làm thu thập thông tin khách hàng này đó, cái này còn có nhiều tác dụng, ví dụ nó làm gì, làm một cái dạng báo cáo đơn giản cho báo hàng ngày á, báo hàng tuần hàng ngày cho gửi cho sếp hoặc là vân vân, hoặc là thu thập cái tức là một bài kiểm tra trực tuyến á, ta làm đáp án thì tự chạy về đây ta chấm. Đó, đơn giản. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc vận thành công.